Xin chào quý vị đã đến với chương trình VTV News của chúng tôi là Văn Thị Lợi. Và, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta gặp gỡ ông Nguyễn Hữu Dũng để kể về bức xúc của mình. Sau đây tôi xin mời phóng viên anh Tiến đẹp trai để gặp ông Nguyễn Hữu Dũng. Xin mời ông nói về sự bức xúc của mình ạ. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Mà tôi cũng phải phục. Thanh Huy. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Rồi thật. Anh ấy chỉ náo vô cùng, cứ xin lỗi chị, anh ấy chỉ vào mặt thế này, anh chửi địt mẹ chúng mày, thằng ranh con này. Đang liên tưởng các thứ.